hello, tôi là ông ăn vlog. Này sẽ chỉ các bạn cách sách xoài không chuột phát làm. Anh nhìn đi nha. Ủa chén muối ban đầu, chén muối là nào đó luôn. Rất. Em coi em biết trước cách sách xoài nha. Đây. Ừ. Chắc cái này là một lần xét anh cả đời. Tào lao quá à. Em đó em coi. Một hai coi nè. Nó không có cái ái được, nó không có cái ái ở trong nào sắc dễ. Cũng sắc đẹp lắm. Chắc mình sẽ cóc luôn. Tía. Con thấy không? Tem hoa luôn nữa. Dạ. Thấy không? Ớn mà. Quay nhai mọi chót chém xét lại. Cô không? Chích chích kia nó rớt ấy. Không chịu. Ờ, hết. Ngon. Ngon. Tán đồ ăn muốn ở đây nè. Ra Hà Nội ở tỏ lạnh. Dài chưa đủ lạnh nha. 1, 2, 3.